Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên, thay mặt 30 tập của chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, vạn sự hanh thông. Thưa quý vị, nhiều gia chủ đang thắc mắc, ngày rằm mùng 1 nên thắp hương vào giờ nào để có được sự may mắn và kết nối tâm linh một cách tốt nhất. Theo thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong Thủy và Tâm Linh Việt cho rằng, sợi dây tâm linh kết nối âm dương sẽ được liên kết vững chắc và linh thiêng nhất nếu chúng ta thắp hương vào khung giờ vàng này, không chỉ giúp tâm trí thanh tịnh, thu hút vận may, tài lộc cũng kéo đến với gia chủ, để đảm bảo tính linh thiêng và quan trọng của việc thờ cúng. Nếu lỡ thắp hương vào thời điểm kiêng kỵ thì chẳng khác nào chuốc lấy tai họa vào thân, chiêu dụ tà khí xâm nhập vào ngôi nhà của mình. Chuyện tâm linh không đùa được đâu. Vậy giờ hoàng đạo nào thắp hương mùng 1 tháng 10 là tốt? Sai lầm thắp hương khi cúng bái dẫn đến tai họa như thế nào? Chúng tôi sẽ chia sẻ ngay sau đây. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Trong video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị những nội dung chính như sau. 1. Tổng quan cát hung ngày 1 tháng 10 âm lịch. 2. Phân tích chi tiết cát hung của từng giờ trong ngày. 3. Tìm ra những khung giờ tốt nhất thắp hương ngày 1 tháng 10 để thu hút tài lộc. 4. Cảnh báo những khung giờ xấu, đại kỵ việc thắp hương, kẻo sức họa vào thân. 5. Sai lầm tuyệt mệnh khi cúng bái dẫn đến tai họa như thế nào. Trước khi bước vào nội dung đầu tiên, để đảm bảo việc thờ cúng được linh thiêng, kết nối tâm linh tốt nhất, quý vị cần phải biết tránh những điều đại kỵ sau. Thưa quý vị, chuyện thờ cúng là việc hết sức quan trọng và cần thiết, là phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc. Trong việc thờ cúng ngày rằm mùng 1, ngoài việc sắp xếp ban thờ, lau dọn sạch sẽ, thì quý vị cũng cần kiểm tra trong bát hương nhà mình đã có cốt thất bảo hay chưa. Nếu chưa có thì quý vị nên thỉnh về mà tiến hành bốc lại bát hương để cho mọi sự được đúng và đầy đủ. Cốt thất bảo là vật phẩm giúp thông linh tốt hơn, lưu giữ lời nguyện cầu và là nơi trấn không cho tà khí, quế khí, tạp khí xâm phạm vào bát hương. Bát hương mà không có cốt thất bảo thì thờ cúng vô ích. Bát hương là nơi để kết nối và thông linh giữa con cháu trên trần thế với người cõi âm. Đây cũng là nơi để thể hiện tình cảm biết ơn, kính trọng đối với các bậc tiền nhân, cũng như các vị thần linh đang cai quản, chăm sóc gia đình. Vì thế, việc bốc bát hương mới là điều tối quan trọng khi bài trí ban thờ. Trước khi bốc bát hương, gia chủ cần phải kiểm tra kỹ xem đã đủ đồ bốc bát hương chưa. Bộ bốc bát hương, ngoài có bát hương thì cần phải có 7 thứ sau. 1. Thất bảo. Thất bảo là 7 bảo vật của nhân gian, tượng trưng cho linh khí của đất trời hội tụ, bao gồm có vàng, bạc, mã não, san hô đỏ, hổ phách, ngọc trai và đá mã não, là pháp bảo cúng dường cho Phật Thích Ca khi ngày giáng thế. Thất bảo là bảo vật lưu giữ lời nguyện cầu của gia chủ, đồng thời cũng là pháp bảo giúp bát hương có được linh khí, giúp trấn áp tà ma, ngoại đạo xâm phạm vào ban thờ nhà mình. 2. Cho nếp. Cho nếp là thứ không thể thiếu khi bốc bát hương. 3. Gạo vàng thần tài. Đây là pháp khí siêu tài và kích hoạt vượng khí cho bát hương, giúp cho bát hương trở nên ấm cúng và linh ứng hơn. 4. Ngũ vị hương. Giúp tẩy uế, trừ tà cho bát hương và ban thờ, từ đó khiến ban thờ được thơm tho, sạch sẽ và phòng thờ ấm cúng hơn. 5. Tờ di hiệu là pháp khí là nơi để ghi linh vị của bát hương của người cần thờ cúng. 6. Giấy trang kim sử dụng để gói thất bảo. Sử dụng để gói thất bảo giúp cho thất bảo tụ khí tốt hơn và đồng thời cũng để bảo vệ thất bảo không bị cháy trong trường hợp bát hương bị hóa. 7. Bộ văn phấn tuân cấp lập thờ, thủ tục bốc bát hương kèm theo những lưu ý quan trọng khác. Đó là những thứ cần thiết không thể thiếu để bốc bát hương mới hay bốc lại bát hương cũ. Các vật phẩm bốc bát hương cần được khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng trước khi sử dụng. Khi được khai quang và xem ngày sử dụng đúng theo tuổi của gia chủ thì vật phẩm mới phát huy được công năng tốt nhất. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp tới số 0989 349 119 để được tư vấn về việc lập ban thờ, chọn ngày tốt, cũng như các thủ tục và văn khấn để lập ban thờ. Việc thờ cúng là điều hết sức quan trọng, vậy nên quý vị hãy hết sức cẩn thận và trịnh trọng, không được làm qua loa cho xong. Quý vị thân mến, trước khi đi vào tìm ra những khung giờ tốt nhất để tiến hành thắp hương ngày 1 tháng 10, ta cũng cần phải xem xét ngày cát hung như thế nào, từ đó lựa chọn ra được ngày tốt, khung giờ tốt phù hợp nhất. Ngày 1 tháng 10 âm lịch là ngày Tân Hợi, tức can sinh chi, tân kim sinh hợi thủy, là ngày cát bảo nhật. Nạp âm ngũ hành của ngày là thoa xuyến kim, kỵ tuổi Ất, tị, kỷ tị.
Thoa xuân kim kỵ tuổi Ất Tỵ, Kỷ Tỵ. Ngày thuộc hành kim khắc hành mộc, đặc biệt là tuổi Kỷ Hợi, nhớ kim khắc mà được lợi. Ngày hợi lục hợp dần, tam hợp mão và mùi thành mộc cục, xung tỵ, hình hợi, hại thân, phá dần, tuyệt ngọ. Ngày mùng 1 có trực trừ và sao vĩ là sao cát trong bộ nhị thập bát tú. Tiết khí ngày mùng 1 tháng 10 là tiết xương giáng. Trong ngày mùng 1 có các cát thần là cát kỳ, kính an, kính tâm, nguyệt đức hợp, ngũ phú, ngọc đường, thiên quý, thiên thành, thiên ân, thiên đức hợp, tuế lộc, tướng nhật, vượng nhật, đại minh. Việc nên làm là cầu tự, cầu y, hứa nguyện, khai trương, khởi tạo, tu phương, tu trạch, tu tạo, tác táo, tạo trạch, tạo táng, tế tự, tống lễ, đính hôn và động thổ. Các hung thần trong ngày là cô thần, cửu hổ, cửu khổ bát cùng, hoang vu, hoành thiên, chu tước, kiếp sát, ly khoa, lâm cách, ngũ bất quy, ngũ hư, phản chi, phục thi, địa, thiên địa hung bại, thượng sóc, thổ phù, thủy ngân, trùng nhật, trường tinh, tứ cùng, tứ đại kỵ, giá thú, xích tùng tử. Kỵ các việc, an môn, an sàng, an táng, an đối ngại, kết hôn nhân, mai táng, nhập học, nhập sơn, nạp tài, phá thổ, tăng sự. Tiếp theo chương trình, chúng ta cùng phân tích về cát hung của từng giờ để lựa chọn ra cho quý vị những khung giờ hoàng đạo thắp hương ngày 1 tháng 10 được hanh thông và thuận lợi. Giờ đầu tiên là giờ Mậu Tý, từ 2-3 giờ đến 1 giờ sáng có các sao Bạch Hổ, Thiên Sát, Ngũ Quỷ, Lục Mậu, Cửu Sú, Trường Sinh, Tham Lang, Mộc Tinh. Trong giờ này có rất nhiều hung tinh nên không dùng được. Giờ thứ hai ta xét là giờ Kỷ Sửu, từ 1 đến 3 giờ sáng có các sao Ngọc Đường, Thiên Khai, Thiếu Vi Tinh, Tứ Đại Cát Thời, Thái Âm, Hữu Bận, Ngũ Quỷ. Đây là giờ tốt đầu tiên. Giờ thứ ba ta xét là giờ Canh Dậu, từ 3 đến 5 giờ sáng có các sao Thiên Lao, Tỏa Thần, Hà Khôi, Tuần Trung Không Vong, Địa Binh, Thiên Ất Quý Nhân, Lục Hợp, Thủy Tinh. Trong giờ này rất nhiều hung tinh nên không dùng được. Giờ thứ tư là giờ Tân Mão, từ 5 giờ đến 7 giờ sáng có các sao Huyền Vũ, Thiên Ngục, Quả Tú, Tuần Trung Không Vong, Hỏa Tinh, Thiên Tặc, Kiểu Sú, Tam Hợp, Tham Lang, Tỷ Kiên. Có nhiều sao xấu nên đây là khung giờ đại hung, không nên thắp hương. Giờ thứ năm là giờ Nhâm Thìn, từ 7 giờ đến 9 giờ sáng. Giờ này có các sao Tư Mệnh Nhật Tiên, Phượng Liễn Tinh, Tứ Đại Cát Thời, Thái Dương, Đường Phù, Hữu Bận, Nhật Mộ, Triệt Lộ Không Vong. Trong giờ này có nhiều cát tinh nên đây là một trong những khung giờ tốt nhất để tiến hành việc thắp hương ngày 1 tháng 10 âm lịch. Giờ thứ 6 ta xét là giờ Quý Tỵ, từ 9 đến 11 giờ trưa. Trong giờ này có các sao như Câu Trần, Thời Phá, Triệt Lộ Không Vong, Thiên Quan Quý Nhân, Phúc Tinh Quý Nhân, Quốc Ấn, Dịch Mã, Tả Phụ, Kim Tinh. Giờ này cũng là giờ tốt, nhưng do mùng 1 tháng 10 là ngày Tân Hợi, Tỵ Hợi tương xung nên không dùng được. Giờ tốt thứ 7 là giờ Giáp Ngọ, từ 11 đến 13 giờ trưa có các sao Thanh Long, Thiên Ất Quý Nhân, La Thiên Đại Tiến, La Hầu. Có rất nhiều sao tốt trong giờ này nên có thể dùng được. Hơn nữa, giờ này lại là giờ quý nhân của ngày nên dùng được đại cát. Giờ thứ 8 ta xét là giờ Ất Mùi, từ 13 đến 15 giờ trưa có các sao Minh Đường, Tứ Đại Cát Thời, Tam Hợp, Vũ Phúc, Thổ Tinh. Giờ này có nhiều cát tinh là giờ tốt trong ngày. Giờ thứ 9 ta xét là giờ Bính Thân, từ 15 đến 17 giờ chiều có các sao Thiên Hình, Kế Đô, Thời Hại, Thiên Cương, Kiếp Sát, Thiên Binh, Hỷ Thần, Đế Vượng, Ngũ Hợp, Minh Tinh. Đây là giờ đại hung, không nên sử dụng. Giờ thứ 10 ta xét là giờ Đinh Dậu, từ 17 đến 19 giờ chiều có các sao Chu Tước, Cô Thần, Cổ Mộ Sát, Thiên Xá, Ngũ Phù, Nhật Lộc, Mộc Tinh. Rất nhiều hung tinh trong giờ này nên đây cũng là giờ đại hung, không nên sử dụng. Giờ thứ 11 ta xét là giờ Mậu Tuất, từ 19 đến 21 giờ tối, có các sao Kim Quỹ, Tứ Đại Cát Thời, Thái Âm, Thiên Cẩu Hạ Thực, Lôi Binh. Đây là giờ cát trung bình có thể dùng được. Giờ thứ 12, giờ cuối cùng là giờ Kỷ Hợi, từ 21 đến 23 giờ tối, có các sao Thiên Đức, Thời Kiến, Thủy Tinh, Thời Hình, La Thiên Đại Thoái. Đây là giờ xấu không dùng được. Như vậy chúng ta đã xét xong 12 canh giờ trong ngày 1 tháng 10 âm lịch có các khung giờ tốt sau. 1. Giờ Kỷ Sửu, từ 1 đến 3 giờ. 2. Là giờ Nhâm Thìn, từ 7 đến 9 giờ. 3. Là giờ Giáp Ngọ, từ 11 đến 13 giờ. 4. Là giờ Ất Mùi, từ 13 đến 15 giờ. 5. Là giờ Mậu Tuất, từ 19 đến 21 giờ. Đây là 5 khung giờ hoàng đạo tốt nhất để chúng ta tiến hành nghi lễ thắp hương cúng mùng 1 tháng 10 âm lịch. Quý vị hãy lựa chọn ra những khung giờ tốt nhất phù hợp với mình để tiến hành thắp hương cho mọi việc được thuận lợi và may mắn.
Bên cạnh những giờ tốt hoàng đạo trên thì đây là những khung giờ xấu, đại kỵ thắp hương ngày 1 tháng 10 âm lịch. Nếu lỡ phạm phải thì những chuyện hung họa dễ xảy ra, thần linh của trách. Đó là những giờ sau: 1. Giờ Mậu Tý từ 23 đến 1 giờ, 2. Giờ Canh Dần từ 3 đến 5 giờ, 3. Giờ Tân Mão từ 5 đến 7 giờ, 4. Giờ Quý Tỵ từ 9 đến 11 giờ, 5. Giờ Bính Thân từ 15 đến 17 giờ, 6. Giờ Đinh Dậu từ 17 đến 19 giờ, và 7. Giờ Kỷ Hợi từ 21 đến 23 giờ. Nếu quý vị may mắn xem được video này trước ngày 1 tháng 10 âm lịch thì sẽ chủ động hơn trong việc lựa chọn ra cho mình những khung giờ tốt nhất. Trên đây chúng tôi đã chia sẻ cho quý vị và các bạn những khung giờ tốt nhất để thắp hương cúng ngày rằm tháng 9 âm lịch. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mọi đóng góp, thắc mắc hay cần hỗ trợ, quý vị hãy comment ở ô bình luận bên dưới video hoặc gọi điện thoại trực tiếp đến số 0989 349 119 để được tư vấn chi tiết. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.